Mình là du học sinh, năm 18 tuổi, một đứa con gái bé nhỏ đã quyết tâm rời xa vòng tay ba mẹ để theo đuổi ước mơ của một đất nước hoàn toàn xa lạ. Ở đất nước mới, môi trường mới, bạn bè mới, mình có đôi phần không quen và còn nhớ nhà rất nhiều. Nhưng mà khi đó, mình luôn cố gắng nói với bản thân rằng mình đã lớn rồi, mình phải trưởng thành hơn để bố mẹ ở nhà không phải lo lắng nữa. Cho nên vào học kỳ đầu đại học, mình có xin đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi để kiếm tiền trang trải học phí phụ giúp gia đình. Khi đó mình mới đi làm nên chưa có nhiều kinh nghiệm, cộng thêm việc chưa thành thạo tiếng. Mình nhớ hôm ấy là một ngày tiết trơi, mình phải làm việc từ sáng nên bây giờ đã thấm mệt. Lúc ca làm việc của mình sắp kết thúc thì có một vị khách là đàn ông đến mua một bao thuốc lá. Đến lúc trao quầy tính tiền, hắn ta cứ nài nỉ mình đòi giảm tiền vì cảm thấy nó quá đắt mình đã cố giải thích là không được giá sản phẩm đã được niêm yết sẵn với cả mình chỉ là nhân viên nên không có quyền quyết định hắn thấy mình không chịu làm theo lời hắn thì bắt đầu tỏ thái độ không mấy thiện cảm hắn bắt đầu đập rất mạnh tay xuống quầy thanh toán và bắt đầu chửi bới mình mình đã bị sốc trước hành động đó hắn ta quơ tay làm đổ vỡ hết đồ để trước quầy lúc đó mình rất hoảng hốt vì đây là lần đầu mình gặp chuyện như vậy thật sự mình không biết phải làm sao thì ngay sau đó có một chị gái là du học sinh người Trung Quốc nhảy ra bên vực mình. Chị ấy là khách quen của cửa hàng và mình với chị có nói chuyện với nhau vài lần. Ban đầu chị ấy vẫn còn rất lịch sự, chị cố giải thích cho hắn ta và chỉ muốn hắn ta dọn dẹp và xin lỗi mình. Nhưng hắn ta tỏ ra tức giận và chửi luôn cả mình và chị. Mình nhớ nhất lúc đó hắn ta có nói một câu, mày là cái thái gì mà xen vào? Chị ấy nghe vậy không chần chừ mà hét thẳng vào mặt hắn ta tao là chị nó con bé này là em tao mày muốn đánh nó thì bước qua xác của tao sau đó hai người vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại cho đến khi tên kia bỏ đi mình lúc đó thật sự đã bị chị làm cho cảm động nên cứ đứng đực người ra lúc chị qua an ủi mình thì mình cùng với sự mệt mỏi và uất ức nên bật khóc nức nở lúc đó chị thấy mình như vậy thì vội vàng hỏi mình có bị làm sao không bị thương chỗ nào mình chỉ lắc đầu và giọng mếu máo cảm ơn chị đã ra mặt giúp mình sau đó chị ấy còn giúp mình dọn dẹp nữa vì lúc đó cũng vừa lúc giao ca nên mình có rủ chị lại ăn mì thì chị đồng ý và cứ vậy tụi mình vừa thưởng thức bát mì nóng vừa ngắm tuyết rơi và còn ngồi tâm sự với nhau về câu chuyện du học xa nhà nữa khoảnh khắc ấm áp khi đó đã sưởi ấm con tim và cũng xoa dịu cơn nhớ nhà của mình câu chuyện hôm đó cứ làm mình nhớ mãi nó đã cho mình thêm lòng tin vào cuộc sống xa quê về những người dường như xa lạ nhưng lại giúp đỡ mình khi mình cần vì vậy nếu bạn có sắp lên đường đi du học thì cũng đừng lo lắng nhiều quá bạn cứ là chính mình thôi tự do tung bay vương rộng đôi cánh để đi đến những phương trời mới bắt đầu một chuyến hành trình mới mình tin rằng thế giới sẽ đối xử nhẹ nhàng với những người con xa quê như chúng ta và ở đâu đó mọi nơi trên trái đất này Đều sẽ có những người tốt sẵn sàng bảo vệ bạn đó Xin chào mọi người Mình năm nay 25 tuổi xin phép được giấu tên ạ à? Câu chuyện mình sắp kể đây xảy ra khi mình là sinh viên năm 2 Khoảng thời gian đó Mình làm tình nguyện viên trong một bệnh viện Và vô tình quen được một anh bác sĩ Anh tên là Nam Cao, da trắng, ưa nhìn Đặc biệt là nói chuyện rất có duyên Nên mình cũng mến anh Tuy nhiên mình cũng chỉ dừng lại là mến thôi nhưng mà lửa gần trơm lâu ngày cũng bén là có thật nha mọi người. Tiếp xúc thường xuyên và anh cũng hay rủ mình đi ăn này nọ. Nên tình cảm giữa hai tụi mình cũng có chút tiến triển. Anh lớn hơn mình 10 tuổi, vào Sài Gòn làm việc và sinh sống mới được vài tháng. Khi ấy anh nói anh chưa có vợ, mình cũng ngây thơ tin anh nhưng mà thật sự là có mấy lần anh dẫn mình về căn hộ anh sống mình thấy anh đang ở một mình thật mọi người ạ à. cho nên mình cũng không nghi ngờ gì mình và anh cứ thế trở thành người yêu của nhau ngày ngày anh đi làm mình đi học tối nào rảnh thì hẹn nhau đi ăn đi xem phim anh cực kỳ quan tâm yêu chiều mình và phần là bác sĩ nữa nên lúc nào cũng để ý đến những thứ nhỏ nhặt nhất là sức khỏe của mình đây là lần đầu mình yêu nên nhiêu đó đã khiến mình chìm đắm trong hạnh phúc và mình đã trao cho anh lần đầu của mình. Có lần mình hỏi anh, anh là bác sĩ, có ngoại hình, lại nói chuyện duyên thế này mà sao độc thân lâu vậy? Ai cũng nghĩ vậy nên giờ mới bị cô này hốt luôn đây nè, lại điêu. Mình và anh cứ thế trải qua những ngày tháng êm đềm bên nhau, thì bỗng một ngày mình nhận được tin nhắn. Chị là vợ anh Nam, anh người yêu là bác sĩ của em, em tính cướp chồng chị đó hả? Không dễ đâu cưng mình đã sốc khi đọc tin nhắn, chưa kịp trả lời thì có cuộc gọi đến. Mình nhấc máy lên, đầu dây bên kia cất lên giọng phụ nữ, mắng như tát nước vào mặt. Nè con bé kia, mới 20 tuổi mà đã đòi làm tiểu tam phá nhà người ta hả? Có tin là mày nổi tiếng nhất đêm nay không? Dạ chị ơi, em thật sự không biết anh Nam đã có vợ. Chị còn lạ gì văn của tụi mày. Vợ con anh ta đăng đầy lên Facebook mà mày bảo không biết hả? mọi người ơi mình thật sự là bị oan thật mình không hề biết anh nam dùng hai facebook và facebook anh đăng vợ con anh đã chặn mình giờ mình mới vỡ lẽ ra là anh ta đã có vợ con ở quê sau cuộc gọi bị cảnh cáo từ chị vợ mình thậm chí không dám gặp anh nam mà chỉ gọi hỏi thì nhận được một câu trả lời tỉnh bơ đúng là anh đã có vợ rồi anh à, xin lỗi nhưng vì quá yêu em nên anh mới nói dối để được ở bên cạnh em đúng là đàn ông ngoại tình thì chả có lý do nào nghe không hợp lý cả nhưng dĩ nhiên lần này mình đã tính ra mà không những tỉnh mình còn sợ thấy bà cố luôn ấy chứ dù là mối tình đầu của mình dù mình yêu anh thật lòng nhưng dĩ nhiên lý trí mình không cho phép mình trở thành kẻ phá hoại nhà người khác mình chặn tất cả các liên lạc từ anh nam thậm chí là đổi luôn chỗ trọ cũng may là chị vợ anh ta không cho mình lên facebook ngồi chứ không là mình chẳng còn mặt mũi nào mà gặp mọi người nữa rồi mình đã bị bệnh tâm lý khoảng thời gian sau đó và mất hơn 2 năm mới trở lại trạng thái bình thường. Giờ đây đã mấy năm trôi qua mà mình vẫn chưa dám yêu ai. Sợ yêu nhầm người, sợ bị lừa, sợ vô tình trở thành tears phá hoại hạnh phúc của người khác. Tưởng đến già là có thật đó mọi người. Em trả tự do cho anh, về bên người anh yêu và bù đắp cho chị ấy đi. Tôi nhẹ nhàng đặt tờ ly hôn trước mặt anh. Người đàn ông mà tôi luôn yêu thương hết mực trong vòng 2 năm qua. Tôi trả anh tự do cho anh và cũng chính là giải thoát cho bản thân trong cuộc hôn nhân không có hạnh phúc này. Tôi là An, còn anh là Phong. Chúng tôi là Thanh Mai Trúc Mã lớn lên bên nhau. Cứ ngỡ anh sẽ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Nhưng không, cuộc đời luôn trớ trêu và người thứ ba chính là người không được yêu. Mọi chuyện phải kể từ 14 năm trước khi hai đứa chỉ là những đứa trẻ mới lớn, tôi 13, anh 15, anh là mối tình đầu của tôi. Anh từng nói, an an lớn lên nhất định anh sẽ lấy em. Sự ngây ngô của tuổi 13 đã khiến tôi tin vào những câu nói đó và muốn biến nó trở thành sự thật. Tôi và anh lớn lên bên nhau, nhà tôi ở cạnh nhà anh, bố tôi và bố anh cũng là bạn bè thân thiết, cũng là đối tác trong kinh doanh. Thời gian thấm thoát trôi, anh lên đại học, chúng tôi cũng liên lạc thưa dần. Tôi biết tin anh có người yêu, chị ấy là bạn học cùng lớp của anh. Lúc đó tôi cũng thầm chúc cho anh được hạnh phúc bên cạnh người anh yêu. Hai người yêu nhau được 5 năm, gia đình anh không đồng ý cho hai người qua lại. Chị là con trong một gia đình bình thường, bố mẹ làm nông, không khá giả, ngược lại với gia đình anh. Có một hôm tôi qua nhà anh chơi, lúc anh đưa chị ấy về ra mắt, Mẹ ảnh đã không thích chị ấy Nên cố tình nói giọng mỉa mai An, cháu qua đây chơi đó hả Nhìn mà coi An của cô càng lớn càng giỏi càng xinh Đúng là lớn lên trong gia đình gia giáo có khác Ra trường đi rồi sao về làm con dâu của cô nghe Lúc đó tôi thấy mặt chị có vẻ trưng trưng Nhưng đang cố mạnh mẽ kìm nén lại Anh Phong lên tiếng giải vây Mẹ tính gả cái An có thằng Nam hả? Nó thua An 2 tuổi là vừa đúng câu gái hơn hai trai hơn một. Anh cố tình gán cho thằng Nam em trai anh để bảo vệ chị ấy. Như vậy nên mẹ anh cũng không nói được gì mà đi vào phòng để hai người lại ngồi ở phòng trống trải. Trước khi đi còn ngoái lại nói một câu. Dù sao đi nữa thì mẹ cũng không có chấp nhận hai đứa quen nhau. Nãy giờ chắc con cũng hiểu ý cô đúng không ai? Gia đình cô rất quan trọng chuyện môn đang hộ đối. Dù thằng Phong nó có yêu con đến mấy, thì để bước một chân vào cái nhà này vẫn phải có sự đồng ý của cô. Rồi cô nắm tay kéo mình, An vào đây chơi với cô, cô làm bánh cho ăn. Sau lần đó tôi cũng không dám qua nhà anh thường xuyên nữa. Tôi sợ anh khó xử vì mẹ anh sẽ so sánh người anh yêu với tôi. Thời gian sau tôi nghe được chuyện anh bỏ nhà đi cùng chị ấy. Bác gái và bác trai đã phải thuê người tìm và bắt anh về. Anh bị bắt về và nhốt ở trong phòng suốt hai tháng trời. Thời gian đó chị ấy cũng đã mang thai con của hai người. Trong thời gian bị nhốt, anh không biết phải nhờ ai chăm sóc chị ấy nên nhờ tôi chăm sóc và lo lắng cho mẹ con của chị. Tôi với tư cách là một người em hàng xóm đã lo cho người yêu và con của anh đến khi anh xin mẹ được ra ngoài. Thời gian đó cả hai người rất cảm kích tôi. Tôi đâu có ngờ, đó là ngày tháng khơi mào cho những chuỗi khổ đau trong cuộc đời của mình. Ngày ra ngoài anh biết được tin gia đình lao đao vì vỡ nợ bố anh không chống đỡ nổi nữa vào thời điểm đó mẹ anh vì muốn dựa dẫm vào gia đình tôi để cứu lấy công ty nên đã bắt anh kết hôn với tôi tôi biết là sai trái nhưng lúc đó tôi đã thấy vui vui vì tôi đã có thể ở bên cạnh mối tình đầu của mình người cùng tôi lớn lên và cũng là người tôi yêu anh dĩ nhiên là không đồng ý tôi biết điều đó nên âm thầm gặp mặt riêng và nhờ chị ấy em biết là chị sẽ khó chấp nhận chuyện này nhưng nhà anh phong đã vỡ nợ nếu anh ấy kết hôn với em thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhà em sẽ giúp gia đình anh phong vượt lại được chị ấm ức hỏi tại sao phải là kết hôn với em thì mới giúp được gia đình ảnh bố em với bố ảnh là bạn mà sao phải ép anh ấy cưới thì em mới giúp tôi vẫn cố tỏ ra vô tội nói đây là quyết định của mẹ anh phải làm vậy thì mới có một chỗ làm tin để nhà em có thể giúp nhà anh. Mong chị hãy buông tay ảnh để ảnh có thể cứu lấy cơ nghiệp của gia đình. Chị trưng trưng nghẹn ngào. Tôi nói tiếp. Thời gian lúc anh ấy bị gia đình nhốt lại chính em là người đã chăm sóc chị thay anh. Em cũng mong muốn anh chị đến được với nhau vì hai người cũng có với nhau một đứa con rồi. Bây giờ em chen chân vào em thấy thật sự rây rứt. Nhưng chị ơi, nếu vẫn cứ cố chấp gia đình ảnh sẽ trắng tay cuộc sống anh sẽ đau khổ hơn bây giờ gấp trăm gấp ngàn lần chị bất lực nói cảm ơn em đã chăm sóc chị và củ đậu trong thời gian qua chị sẽ cắt đứt liên lạc với ảnh dù biết rất tệ nhưng tôi vẫn nói em mong chị được xuất hiện khi ảnh phân tâm nữa em sẽ thay chị chăm sóc ảnh nếu có cần gì thì chị có thể liên lạc với em em luôn sẵn sàng giúp đỡ em chào chị nói xong tôi đứng dậy quay người rời đi để lại chị ấy thức thần ngồi đó. Vào ngày hôm sau, anh tâm trạng buồn bã gọi tôi ra nói chuyện. An, em biết tình hình nhà anh bây giờ. Chỉ có kết hôn với em thì mọi chuyện mới được giải quyết. Anh biết em không yêu anh. Làm vậy thì sẽ thiệt thòi cho em vì em biết rõ anh đã từng tôi ngắt lời anh. Sao anh biết được là em không yêu anh? Em đã yêu anh từ lúc em chỉ là một cô bé 13 tuổi. Mình kết hôn đi. Anh sững sờ, Em vẫn chấp nhận anh sau khi biết anh và Mai đã yêu nhau và có với nhau một đứa con. Tôi hỏi lại, em biết. Nhưng em yêu anh, nên em có thể chấp nhận. Nhưng em thắc mắc, anh tính sao với chị Mai? Anh buồn hẳn nói, anh với Mai chia tay rồi. Sau một hồi nói chuyện với anh tôi mới biết Mai, chị ấy đã bị chuyện nói đứa con của anh với chị là con của người khác Vì áp lực tình yêu với anh chị đã lỡ lầm với người đàn ông khác nên bây giờ người đó sẽ cưới chị và nuôi con mong anh quên chị và giải thoát cho nhau sau đôi mắt của anh tôi biết lòng anh đã chết anh đã buông tay người con gái mình yêu để cứu lấy gia đình và lấy người anh không yêu người mà anh chỉ xem như là em gái ngày kết hôn anh nắm lấy tay tôi và nói anh sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho em cảm ơn em vì đã chấp nhận quá khứ của anh anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời một năm đầu tiên hôn nhân của tôi rất hạnh phúc tôi chìm đắm trong sự yêu thương săn sóc của anh và cứ ngỡ là mình đã có thể giữ được anh ở bên cạnh mình tình yêu của tôi đã khiến anh quên được chị ấy nhưng đó là chuyện trước khi tôi phát hiện anh và chị ấy còn qua lại tôi tình cờ phát hiện một hóa đơn khám bệnh của anh tại một bệnh viện nhi tôi cố trấn an bản thân nhưng vẫn không thôi nghi ngờ bởi vì chúng tôi chưa có con với nhau để làm rõ, tôi cố tình cho thám tử tư điều tra anh. Ngài nhận được những bức hình gia đình ba người hạnh phúc. Từ thám tử tư đó, tôi chắc có lẽ không bao giờ quên. Tôi cầm những bức hình trên tay, cả người trung chảy, chân bước hụt và lăn xuống cầu thang trong nhà. Lúc tỉnh lại, thì tôi thấy mình ở trong bệnh viện. Bác sĩ đang nói điều gì đó với mẹ tôi ở ngoài cửa phòng bệnh. Tôi thấy bà khóc. Mẹ đi vào và ôm tôi. Bà không giấu được nỗi xót xa Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đến khi mẹ tôi về nhà chồng tôi mới đi vào và nói: "Con của chúng ta mất rồi." Tôi đứng tim trả lời: "Anh nói gì em không hiểu, con nào? Chúng ta là sao?" Anh nói: "Anh xin lỗi vì đã để em một mình. Em có thai nhưng cú ngã quá mạnh, đứa bé không giữ được và sau này em cũng không còn khả năng mang thai nữa. Người nhà muốn giấu em nhưng anh phải nói cho em biết. Em biết tại sao không?" tôi vừa khóc nức lên vừa nói tại sao sao anh lại thản nhiên trước nỗi đau của em như vậy tại sao anh lại giấu em qua lại với chị ta tại sao anh lại đối xử với em như vậy anh lạnh nhạt nói đúng anh là một thằng tồi lấy em chỉ vì muốn cứu lấy gia sản của gia đình nhưng em cũng đâu có tốt đẹp như những gì em cho mọi người thấy em đe dọa mai khiến cô ấy vừa phải lừa dối anh để tác thành cho chúng ta mà nếu anh không phát hiện ra và bù đắp cho cô ấy chắc cả đời này anh sẽ sống trong sự lừa dối của em mất anh đã tử tế với em lắm rồi anh vẫn làm tròn nghĩa vụ của một người chồng vẫn quan tâm săn sóc em em còn muốn gì nữa tôi vô hồn đáp vậy ra anh biết tất cả mọi chuyện nhưng không dám lật mặt tôi giờ anh muốn gì tôi đã mất con mất khả năng làm mẹ gia đình anh cũng vực dậy được rồi nên giờ anh vứt bỏ tôi đúng không anh thỏa hiệp anh vẫn sẽ là người chồng tốt của em người con trẻ hiếu thảo của bố mẹ em chỉ cần em làm ngơ chuyện của anh và Mai, cô ấy chấp nhận ở trong bóng tối. Cũ đậu của anh và Mai cũng được 2 tuổi rồi. Anh muốn con bé có cha, có một gia đình trọn vẹn. Tôi nói, nếu tôi không đồng ý thì sao? Anh nói, cô ấy đã chấp nhận không có một danh phận rồi em còn muốn gì nữa? Nếu không muốn thỏa hiệp vậy chúng ta ly hôn đi. Anh cũng không muốn làm điều có lỗi với em nữa. Thời gian qua việc lén lút với Mai anh cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Mai không có ý tranh giành với em mọi chuyện đều là ý của anh. Tôi nói, đến cuối cùng, anh vẫn bảo vệ chị ấy. Đúng là tôi không nên cố chấp nắm một bàn tay không muốn nắm. Được rồi, tôi xuất viện, sẽ trả tự do cho anh. Qua câu chuyện của tôi, tôi muốn gửi lời cảnh tỉnh đến các bạn nữ. Nếu không được yêu, thì đừng giữ người đàn ông bên mình. Vì anh ta sẽ tìm mọi cách ở bên người phụ nữ mình yêu thôi. Tôi đã sai từ khi tôi cho rằng bản thân có thể giữ được người đàn ông không yêu mình. Làm dâu trăm họ là câu từ được các cụ hay nói đến. Tôi đây cũng vậy. Có vô vàng thứ chuyện trên đời từ ngày về làm dâu khiến tôi vô cùng bất mãn về làm dâu nhà chồng có nhiều chị em dâu. Tôi là Lan, năm nay 22 tuổi, mới tốt nghiệp đại học ở Hà Nội. Thay vì lựa chọn như các bạn cùng trang lứa là đi làm ở các công ty với mức lương cao, thì tôi lại chọn cho mình cuộc sống ổn định, về quê, làm việc và lấy chồng gần nhà. Gia đình chồng tôi được ba người con trai, chồng tôi là người con thứ hai, anh cả và chú đã đều có gia đình. Về làm dâu thì có lẽ tôi là người ít tuổi nhất nhà, chỉ hơn đứa cháu lớn nhà anh cả khoảng 2 tuổi thôi. Chị dâu hơn tôi 20 tuổi, cô em dâu hơn tôi một giáp. Sự trên lệch tuổi tác giữa hai thế hệ như vậy cũng là rào cản giữa tôi và các chị em dâu trong nhà rồi. Mới chân ước chân tráo tốt nghiệp trường học về làm dâu, khiến tôi trở nên vụng về hơn bao giờ hết. Tuy nhiên mẹ chồng khá là quan tâm khi dạy bảo và hướng dẫn tôi từng bước một. Chẳng hay tôi còn vô tư, nhiều lần ngủ quên, được mẹ chiếu cố hay làm việc gì sơ ý, đều được mẹ nói đỡ rằng dâu mới về nhà chồng mới mà. Có lẽ vấn đề từ đây khiến cho giữa chị em dâu chúng tôi xảy ra những vấn đề rạn nứt. Chị dâu và em dâu chẳng hay nghĩ rằng tôi lấy lòng mẹ để được mẹ cương chiều hơn, để mẹ luôn bên và thiên về phía tôi sự non nớt mới về làm dâu khiến tôi quá bỡ ngỡ. Tôi như bị cách ly bởi sự đoàn kết của hai nàng dâu cũ. Trong những hành động của họ đều khiến tôi có thể cảm nhận rõ ràng. Có những lần còn bịa đặt những lời nói ngược đời để tôi và mẹ chồng hiểu lầm nhau. Chồng tôi đi làm xa, tôi đành lòng chịu ấm ức rồi yên phận, mệnh ai người đấy sống. Nhưng muốn bình yên cũng không được, người ta không muốn để tôi yên. Như mọi người cũng biết, Chuyện tiền nông luôn là vấn đề nhạy cảm hơn bao giờ hết. Mẹ chồng tôi là người rất kỹ tính, sòng phẳng và nhạy cảm trong tiền bạc. Ngày cưới của chúng tôi, mẹ là người đứng ra để vay mượn lo công việc khi ấy. Ai có bao nhiêu thì xúm xụm cùng nhau lo cùng. Gia đình em chồng tôi có cho mượn 5 triệu. Thế nhưng hành động ngày một khó tả của em dâu, nên tôi bàn với chồng dành dụm để gửi lại cho chú thím Và chuyện cũng xin ra từ đây. Hôm đó vừa từ công ty về, nhìn sắc mặt mẹ không vui, thì tôi cũng hiểu được vấn đề gì rồi lan thay đồ đi rồi ra đây mẹ nói chuyện mẹ gọi và tôi chỉ bảo vâng ạ à, tôi bước ra thấy có mẹ chồng chị dâu và cả cô em dâu đang ngồi ghế sẵn rồi hai người ấy ngồi cùng một hàng ghế kiểu như là một là đã biết chuyện gì đó trước chỉ đợi cơ hội để lấn ác thôi tại sao con lại không tin tưởng mẹ lại phải đi xác nhận gì vậy mẹ hỏi tôi là sao vậy mẹ tôi còn chưa kịp định hình có chuyện gì thì em dâu đã nhảy chen vào thì việc chị gọi điện hỏi mẹ đưa tiền cho nhà em chưa chị xác nhận lại là chị không tin tưởng mẹ còn gì chị nghi ngờ mẹ ăn chặn không đưa lại chứ còn gì nữa chưa kịp giải thích thì chị dâu cũng lên tiếng nhưng không phải nói đỡ lời cho tôi mà như được đà chị nói thêm chẳng bù cho dâu ngoan của mẹ giờ mới thấy rõ nghi với ngờ mẹ làm gì mà còn đi xác nhận xem mẹ đã đưa tiền trả nợ hay chưa em dâu lại tiếp lời Trời ơi, giờ chị giải thích thế nào mà không được, nhưng hiểu được vấn đề là chị chẳng tin mẹ gì cả. Cứ thế hai con người ấy như được nước, xối những câu nói đổ dồn vào tôi. Tôi đứng hình khi bị vạ miệng oan, để bị mẹ hiểu nhầm như vậy. Nhưng sự thật là vì mẹ đứng ra vay, nên tôi đưa cho mẹ số tiền ấy, để mẹ chuyển lại cho chú thím Tính tôi thật thà, cứ nghĩ trả thì cứ nói với chú thím một câu rằng, chị đưa tiền cho mẹ rồi, mẹ đưa tiền cho chú thím chưa, thôi, mọi người thấy câu hỏi này có bình thường không tôi nghĩ bình thường nên tôi mới hỏi chứ nói ra cũng để cho chú thím hiểu là mình không có nợ gì thì hy vọng mọi thứ đều diễn ra tốt hơn ấy thế nhưng mọi chuyện thật không hề đơn giản chút nào tôi chẳng biết mẹ nghĩ tôi như thế nào nhưng thật buồn khi em dâu và chị dâu lại là người muốn tạo ra hiểu nhầm giữa mẹ và tôi tôi biết rằng dù có nếu giải thích thế nào thì hai người kia cũng sẽ ác tôi đi mà thôi Tôi chỉ nói Con luôn tôn trọng và tin tưởng mẹ Chứ không có ý gì khác Rồi chạy thẳng một mạch vào phòng Câu chuyện đơn giản vậy thôi Nhưng khiến tôi đã ấm ức khóc thật nhiều Chẳng thể giải bài với ai Trong khi chồng không có nhà Chắc hẳn rồi sẽ tiếp tục những câu chuyện vô lý Sẽ khiến mối quan hệ của tôi với mẹ chồng bị ảnh hưởng Bởi hai cô chị em bạn dâu nhà này Tôi nên làm gì đây hả mọi người Chà Pia, em là nữ, em xin giấu tên và dấu tuổi luôn nha Em cũng vào thẳng vấn đề luôn Thì bố em có kinh doanh lá granite thì bố em có kinh doanh đá granite Do tính chất công việc nên bố em có nuôi thở lại nhà để tiện cho công việc Lúc đó trước dịch nhà em còn làm ăn được Thì thợ còn ở cùng nhà Mà cái bọn thợ này ở bẩn và bừa bộn cực kỳ luôn mọi người Ăn uống xong hay là làm việc xong Cũng cứ vứt bừa bãi ra nhà không có chịu dọn dẹp Bố em có nhắc nhở nhiều lần Nhưng được một thời gian rồi đâu lại vào đấy Sau đợt đó thì dịch bùng to Nên là thợ về quê hết Em tưởng là thoát rồi Nhưng không mọi người à Đầu năm 2022 Bố em có mở xưởng và tiếp tục nuôi thợ Và hai thằng thợ đấy cũng hãm không kém mọi người à Em không đánh giá người khác qua nghề nghiệp, nhưng đa số em thấy thợ xây hay thợ đá thì đều chảy mửa và có tật ăn không ngồi rồi và đôi khi còn khinh nhà chủ cơ ạ. À. Tuy nhiên em không đánh đồng và chỉ đánh giá đa số về cuộc sống của em tiếp xúc nhiều người thợ lao động chân tay. Thì bốn ngày trước bố em đã dẫn về một thằng thợ Em xin phép gọi là thằng luôn Vì em ghét nó thực sự Bố em có nhờ mẹ em hỏi nhà trọ hộ nó Khi mẹ em hỏi thì hai ngày nữa mới có trọ Nhưng do không sửa chữa kịp Nên nó ở nhà em tới bốn ngày trong thời gian ấy nó ở nhà em ạ à. mới ngày đầu thì em thấy không sao nhưng rồi đến khi nó vào nhà tắm của em và xáo lộn mọi thứ nhà tắm của em thì ở ngoài cạnh cầu thang chứ không xây khép kín trong phòng nên bố em để nó tắm rửa vệ sinh cá nhân ở đấy thứ nhất nó đi vệ sinh thì ở bồn còn dính phân mà nó cũng không cọ đi làm em cảm thấy vừa kinh tởm thực sự thứ hai là nó dùng khăn tắm của em em thì không có muốn người khác dùng đồ vệ sinh cá nhân vì làm sao mà biết được bị lây bệnh truyền nhiễm gì không? Nó dùng thì lúc em biết đã rất khó chịu rồi, nhưng mà em vẫn chọn nói với mẹ để mẹ nhắc nó chứ không có động chạm. Thứ ba, nó làm gì thì em không biết, nhưng mà ở trên bồn cầu của em có dính lông sâu rớm của nó và khi mà nó đi vệ sinh có để lại ít nước bò hút ở đó. Lúc đó thì em điên cả người luôn vì em không chịu được cái thứ bẩn thỉu thế này. Rồi tối đó em có thay khăn tắm vào, lấy quần áo định ra gội đầu sẽ dùng và cất vào phòng phơi để nó không dùng nữa thì nó vào tắm trước luôn Nó ra ngoài thì em vào thấy nó dùng khăn tắm của em ướt sủng luôn Lúc đó thì em tức lắm rồi Và có chửi lớn Cái động má thằng đùi bầu nào dùng khăn tắm của bố mày Ra ngoài đi làm rồi mà cũng không mua nổi cái khăn tắm mà phải dùng chung Éo hiểu là cái thể loại gì Em còn chửi một số câu nữa nhưng mà em không muốn đưa vào vì sợ bị báo cáo ạ. À. Và điều cuối cùng, sáng em đi học 5 tiết, thường 11 rưỡi tan thì em về nhà cũng 11 giờ 45 rồi. Em cũng mệt nên cũng không muốn ăn mà lên phòng ngủ luôn. Nó về ăn thì bày bữa ra không biết rửa dọn Em tức nhưng cũng thôi Rồi ngày hôm sau cũng vậy Buổi trưa thì do em rửa bát Còn tối là em trai em Trưa thì em không ăn rồi Nhưng nó tưởng em hầu nó mãi Nên cứ để bày bữa đó Đến hôm nay thì em có cấu và nói vài câu Rồi em lấy từng cái bát cái đũa nó ăn Để lên bàn Rồi để đấy cho tối nó ăn tiếp Mọi người nghe xong cũng đừng chửi em quá đáng Vì em thật sự ghét những người không lịch sự Và ăn không ngồi rồi mà còn ở bẩn nữa thì em ghét cực độ nó thì đã sang trọ rồi nhưng vẫn ăn ở nhà em nên em xin mọi người thêm cách trị nó ạ à. em cảm ơn admin đã duyệt bài Chào mọi người, hôm nay mình xin phép kể chuyện về con bạn học cùng mình từ thời học cấp 2 đến giờ. Mặc dù không liên quan gì đến mình nhiều, nhưng mình vẫn muốn kể lên để các bạn nam không còn là nạn nhân của bạn mình. Người mà mình đang muốn nói ở đây tên là Quyên, hay biệt danh khác là Quyên Trap Girl. Quyên bằng tuổi với mình, 20 tuổi, đang là sinh viên năm thứ ba. Năm Quyên học lớp 7 thì Quyên có yêu một anh tên là Hoàng hơn Quyên 8 tuổi. Anh này yêu Quyên đến khi Quyên lên lớp 11 luôn. Lúc Quyên lên lớp 11 thì Quyên bị mắc căn bệnh nốn lừng nên yêu thêm một anh khác tên là Huy. Thời gian này Quyên cứ thay nhau đi chơi với cả Huy và Hoàng. À chắc là mọi người thắc mắc là tại sao Quyên yêu cả hai người mà không bị phát hiện đúng không? Quyên yêu hai người hay là 50 người cũng sẽ đều dùng văn mẫu. Bố mẹ em chưa cho yêu đâu nên là yêu nhau thì anh phải giữ bí mật cho em nha. Quên chưa kể với mọi người nữa. Lúc đó tuy mới chỉ học lớp 11, nhưng bạn Quyên đã là sinh viên ưu tú, tốt nghiệp loại xuất sắc của trường mỏ. Hai anh Huy và Hoàng thay nhau chăm sóc, mua đồ đạc để tặng cho Quyên. Bên cạnh đó thì Quyên cũng rất thích món đá bào tiền túi của hai anh đó. Thế nhưng đi đêm nhiều thì cũng có ngày gặp ma mọi người ạ. Quyên đá bào hai anh đó được gần một năm, thì anh Hoàng phát hiện ra Quyên đã cấm cho anh cặp sừng. Anh Hoàng đó đến gặp Quyên để trách móc nói rằng sẽ phốt Quyên lên trên mạng. Thì Quyên đáp là, em đố anh dám phốt em lên mạng. á Anh mà dám phốt thì em cho anh thêm tiền. Anh đừng quên là năm lớp 9 em đã từng phá thai vì anh một lần rồi. Anh có tin là em đưa anh vào tù làm bạn với anh Bảnh từ giờ đến cuối đời không? Anh Hoàng nghe thấy thế rén nên cũng không có dám làm gì. Sau đợt đó thì Quyên chỉ còn mỗi anh Huy để đá bào. Mà anh Huy này cũng hãm lắm cơ mọi người Cả trường mình khi đó ai cũng biết anh Huy là thằng đểu Quen con gái người ta chỉ để đưa lên giường Vậy mà cái Huy nó vẫn yêu anh đó được Hai người yêu nhau được thêm một thời gian Đến năm lớp 12 Thì bụng Quyên lại to thêm một lần nữa Anh Huy lúc này đi học ở trên thành phố Nghe tin Quyên có em bé Thì lập tức hóa thân vào ca sĩ dốc cơ 97 bay màu luôn Quyên lúc này mới kể cho mình Nhờ mình cùng với bạn đó đi bỏ em bé thêm một lần nữa mình thì thương bạn nên đồng ý đi cùng bạn đến phòng khám thai. Lúc bác sĩ hỏi bố đứa bé đâu? Không đưa đi cùng thì Quyên chỉ nói một cách vô tâm là bố đứa bé chết rồi. Sau lần đó thì mình có khuyên bảo Quyên yêu đương thì nên xem xét kỹ đối tượng trước khi yêu. Quyên chỉ gật gật rồi bảo ừ, ừ biết rồi. Đâu lại vào đấy? Lên đại học năm nhất thì Quyên lại yêu cùng một lúc hai anh khác nhau. Qua đây mình cũng muốn nhắn gửi tới các bạn nữ và các bạn nam nữa. Khi mà yêu ai thì mọi người nên tìm hiểu kỹ một chút về đối tượng của mình để không phải yêu trúng những tên đểu trối bỏ trách nhiệm như anh Huy, cũng không phải yêu trúng những đứa bạn vừa phá thai mà vừa thích cấm sừng nhiều người như bạn Quyên của mình. Chúc cho các bạn thật tỉnh táo trong tình yêu, mình xin hết ạ. À. Chào mọi người, mình là nữ, mình đã 18 tuổi cách đây 8 tháng, mình xin phép được gọi là mình để phù hợp với câu chuyện hơn ạ. À. Mình có một mối tình năm 17 tuổi kéo dài trong một năm 3 tháng 29 ngày. Đó cũng chính là tình đầu của mình. Một cuộc tình yêu xa 699 km. Mình và anh chính thức quen nhau vào một ngày rất đặc biệt. Là ngày 1 tháng 4, ngày cá tháng tư năm ngoái đó mọi người. Chúng mình chẳng ai ngỏ lời với ai cả. Cứ thế mà xác định mình là của nhau thôi. Anh bằng tuổi mình. À không, anh nhỏ hơn mình 7 tháng. Nhưng hiện tại anh cũng đã đủ 18 tuổi rồi. Khoảng thời gian đầu yêu nhau mình khóc vì anh rất nhiều, vì anh còn liên lạc với người cũ. Lúc đó mình gọi cho anh, anh bắt máy, máy anh hết pin rồi, anh sạc pin tí nha. Nói rồi anh tắt. Mình cũng không nghĩ gì cả cho đến khi mình thấy thông báo có lời mời kết bạn từ chị người yêu cũ gửi đến cho anh. Vì là yêu xa nên mình và anh trao đổi cho nhau pass Facebook để giữ thấy thông báo ấy mình vội vào check messenger của anh ấy thì thấy anh đang khôn với chị người yêu cũ anh vừa khôn vừa nhắn tin vừa xóa cuộc trò chuyện anh nghĩ chắc là mình không biết nhưng mình có facebook của anh mà mình biết chứ mình nhắn tin nói cho anh anh xin lỗi đêm đó mình khóc nhiều lắm mình buồn nhiều lắm nhưng rồi cũng bỏ qua cho anh chúng mình tiếp tục quen nhau quen càng lâu mình thấy anh càng thay đổi anh yêu mình nhiều hơn anh dịu dàng với mình hơn anh còn hay mua đặc sản quê anh gửi về cho mình nữa Mình yêu anh nhiều lắm Suốt 1 năm 3 tháng 29 ngày quen nhau Anh lớn tiếng với mình duy nhất chỉ có hai lần Dù cho mình có hờn dỗi vô cớ Mình có làm khùng làm điên Mình biết anh quen mình thì có 3 phần bất lực 7 phần cam chịu Tại mình hay nổi khùng với anh Rồi giận anh Không nói chuyện với anh Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng với mình Anh tốt lắm Mình nghĩ năm nay vào đại học Mình sẽ gặp được anh Lúc thi xong cả anh và mình đều háo hức chờ đến ngày gặp nhau, vì từ lúc quen nhau đến giờ tụi mình chỉ gặp nhau qua video call. Mọi người đừng hỏi tại sao chúng mình không mở cuộc gặp nhau nha, gia đình hai đứa mình không có giàu có đâu, nên là hai đứa quyết định đợi mình nhập học thì sẽ được gần nhau. Một ngày anh tâm sự với mình, bố mẹ anh không hòa hợp, bố anh có người khác, trước ít khi về nhà, mẹ anh vì phải lo cho gia đình mà mượn nợ. À, anh học nghề chứ không học cấp 3 năm ngoái anh vừa ra trường và bắt đầu đi làm như vậy anh trở thành trụ cột chính của gia đình vì bố không còn lo cho mẹ con anh nữa anh bây giờ phải lo cho gia đình và gánh khoản nợ kia cho mẹ mình thương anh yêu nhau thì cũng phải có đôi ba lần cãi nhau đúng không ạ à? mình với anh cũng vậy mình trẻ con mỗi lần cãi nhau mình đều đòi chia tay và anh thì đều tìm cách dỗ mình nghĩ lại thấy chắc anh mệt mỏi lắm khi phải chiều chuộng mình như vậy có một lần cãi nhau thật lớn anh mới nói với mình anh bị ung thư phổi chúng mình đã từng hứa hẹn rất nhiều điều anh hứa anh sẽ cưới mình mình hứa mình sẽ đợi anh thật ra lúc hứa hẹn ấy mình vẫn nghĩ tụi mình chỉ mới bắt đầu tuổi trẻ hứa hẹn thì cũng chỉ để cho vui nhưng mà mình thấy anh thật lòng lắm mình thấy sự kiên quyết trên gương mặt của anh nhưng kể từ lúc nghe anh tâm sự mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn nghĩ nên dừng lại hay tiếp tục quen mình nghĩ nhiều lắm đúng vậy mình ích kỷ thật, mình chọn chia tay anh. Mình bỏ anh để một mình anh chịu đựng những thứ tồi tệ nhất từ người thân, từ áp lực của một trụ cột, từ căn bệnh ung thư phổi và từ mình khi anh chỉ mới 18 tuổi. Mình chọn cách ích kỷ vì mình sợ mình sẽ phải khổ sở về sau. Mình không biết phải nói sao nữa, cũng chẳng biết giải thích như thế nào, nhưng mọi lý do đưa ra chắc có lẽ cũng chỉ để biện minh cho sự ích kỷ của mình mà thôi mình đã bỏ mặt anh trong khoảnh khắc anh đau khổ, tiều tụy nhất. Mình vẫn theo dõi anh qua các trang mạng xã hội sau khi chia tay. Thật buồn cười đúng không? Mình đang làm cái trò gì vậy? Mình đã tự hỏi bản thân rất nhiều về câu hỏi đó. Mình đã bỏ anh, nhưng vẫn giỏi thôi anh để làm gì? Thật là trớ trêu mà. Nhưng vài ngày gần đây, mình biết căn bệnh của anh đã chuyển sang giai đoạn 3. Mình sốc. Anh chắc sốc còn hơn cả mình. Mình bắt đầu dằn vặt bản thân về sự ích kỷ của bản thân mình hối hận, mình day trước tột độ với những gì mình đã làm, mình muốn xin lỗi anh. thật sự rất muốn nói lời xin lỗi với anh, nhưng bây giờ làm sao mình dám nói chuyện với anh nữa? mình thật tội tệ, cả đời sau chắc có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ tìm được ai yêu mình nhiều như anh. quả báo sẽ đến với mình sớm thôi. mình tệ quá mà, em thật sự xin lỗi anh.